ông bầu bà, ông waiter có râu. Bây giờ tôi đại lại, tôi đại lại thế này. Cái chai. Bên kia là bây giờ ông bầu bà. Cái này là cái gì? Cái này là cái chai. Giờ bên đây là ông bồi bàn. Ông bồi bàn. Đúng chưa? Chính đúng. Xác rồi ha. Ông nhìn kỹ nha. Giờ tôi đợi ông bồi bàn trở lại. Rồi. Tôi đợi qua ông bồi bàn. Cái này là cái gì? Cái chai. Tôi đố ông. Ông bồi bàn ở đâu và cái chai ở đâu? Thì ông bồi bàn ở bên trái, cái chai bên phải. Đâu phải, bên đây nè. Vậy nó mới hay. Xin cảm ơn những chàng tháo tay gian dội của quý vị khán giả. Cái gì ạ? Tại sao tôi đồng ý là ông bồi bàn ông đứng bên trái, ông chạy qua bên này? Dạ. Hồi nãy ông bồi bàn đứng bên trái nhìn ra phía trước, tại sao bồi bàn ông nhìn vô? Có lẽ vì ông lịch sự quá, ông thấy ông Việt Thảo nổi tiếng quá, ông quay lại ông chào ông không được hả? Chào ông. Dạ chào. Giờ quay lại đi ông ngoại. Rồi đây. Bây giờ bên này là ông bồi bàn. Dạ. Bên trái là cái chai. Đây là gì? Đây là bồi bàn. Bồi bàn. Đây là gì? Cái chai. Giờ tôi đố ông bồi bàn ở đâu? Thì đương nhiên bên này. Bên này nè ông ngoại ơi. Và xin cảm ơn những đàn áo tai gian dội một lần nữa tôi đứng sắp và các anh đứa nữa. Ông thấy sợ chưa? Áo thiệt. Rồi, cái chai bên áo đây. Áo thiệt là phải như vậy đó. Nè. Ông bồi bàn bên kia. Ông có thể coi hai cái ống nữa. Áo thiệt là không có sợ là người ta phá. Vậy cái chai bên đây phải không? Dạ. Rồi, bên đây là ông bồi bàn. Dạ. Rồi, đây. Rồi. Đã nói áo thiệt là một cái trò mà tập luyện hết cái rồng tu mà chỉ còn có một mình tôi là sót lại thôi. Bởi vì biểu diễn là phải biểu diễn từ từ, biểu diễn chứ không nên gấp quá. Thấy không? Biểu diễn như vậy là mới là hay chứ nè. Thôi tự nhiên vỗ tay trời. Có gì vỗ tay. Hay. Rõ ràng trước mặt quý vị tôi lấy cái chai tôi bỏ qua đó. Bây giờ còn trở qua đây. Được, hay. Trà pháo tay dành cho áo xịt da mắc căng. Và tiếp theo đây trong cái